Nam mô A Di Đà Phật. Lúc này kẻ ghét người ưa bị điên nói bừa những việc vừa qua, dương trần biếm nhẹ gần xa nói quỷ nói tà đây cũng cam tâm. Ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, vào trong bãi nỗi cười thầm sư mang. Nói rằng lòng chẳng tham sang, sao còn ham của thế gian làm gì? Việc này thôi quá là kỳ, cùng trong Phật giáo sao thì chê khen. Lúc này tâm trí gối bèn, tiếng quyền tiếng kèn mắt y bá gia. Hết gần rồi lại tới xa, dân sự nhà nhà bàn tán cười chơi. Việc này thôi cùng lắm tuyệt vời, giả như hàng tinh đợi thời lộn chôn. Đến sao danh nổi như cồn, làm cho hạng võ mất hồn mấy khi. Chuyện xưa thanh sử còn ghi, khen anh hàng tinh vậy thì mưu cao. Chuyện đời phải có trước sau, điên khùng khờ dại mà cao tu hành. Ba gia phải ráng làm lành, niệm Phật cho rành đặng thấy thân tiên. Thương đời trong già chẳng yên, khắp trong lễ thứ thảm phiền từ đây. Ngày nay thế cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Mạng theo danh lợi ốm o, sẵn của hết